Mimiso có 25 cửa hàng. Mumuso đã mở chuỗi với 27 địa điểm. Ilahui mang phong cách Hàn Quốc đã nâng quy mô lên 19 cửa hàng. Và tham vọng của các thương hiệu này tại Việt Nam không chỉ dừng lại tại đó. Mẫu mã mới lạ, cập nhật theo xu hướng thời trang, giá rẻ chỉ từ 10.000 đồng đến hơn 200.000 đồng. Đây chính là công thức mà các chuỗi cửa hàng tiêu dùng này sử dụng để thu hút người tiêu dùng Việt Nam. Tiêu dùng truyền thống thì họ sẽ bán những cái gì mà người tiêu dùng cần. Còn đối với concept bán hàng hàng tiêu dùng mà ứng dụng phong cách thời trang thì nó sẽ khơi gợi cái nhu cầu của người tiêu dùng nhiều hơn. Có thể ở nhà bạn đã có rất là nhiều chảo, nhưng mà bạn sẽ thấy bạn sẽ có nhu cầu mua một cái chảo mới của Miso vì nó có hình bông, nó là hình bông hoa hoặc là hình con gấu. Đấy là những cái thứ mà rất quen thuộc, nhưng họ lại nhìn thấy những cái điều mới mẻ. Hầu hết các thương hiệu đều đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng của mình lên từ 200 đến 400 cửa hàng trong vòng 3 năm tới. Điều này đồng nghĩa có thể sẽ có hơn 1.000 cửa hàng kinh doanh mô hình này vào năm 2020, chưa kể những cái tên mới tham gia vào thị trường. This is a common trend in many. Phải khẳng định đây là xu hướng phổ biến trên thế giới đối với các sản phẩm tiêu dùng giá rẻ. Sắp tới, những hệ thống cửa hàng như thế này sẽ phát triển nhanh bởi xu hướng thích các thương hiệu quốc tế của người Việt. Tuy nhiên, mức giá ở các cửa hàng này lại rất cạnh tranh. Thị trường Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều nhãn hàng như thế này. Càng nhiều nhãn hàng, càng cạnh tranh. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn của người dùng với sản phẩm đắt tiền hay rẻ hơn mà thôi. Nhận định của các chuyên gia cho rằng Trung Quốc được coi là công xưởng của thế giới. Do vậy, những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước này là không thể tránh khỏi. Việc lựa chọn sản phẩm như thế nào là tùy vào nhu cầu của người tiêu dùng khi đã nắm rõ thông tin về nguồn gốc.